Rồi video này xin được gửi tới anh chị một lô đất anh chị nha. Khu dân cư Phú Hồng Khang và Phú Hồng Đạt của chủ đầu tư Phú Hồng Thịnh tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Khu này gần đường DT743, tầm 100m thôi. Còn ra ngã tư Miếu Ông Cù là tầm 300m anh chị ha. Gần chợ Phú Phong cũng tầm 100m à. Cái cổng dự án này quý chị. Đó, phía trước đó là cái cổng của dự án đó. Đường cắt ngang phía trước là đường Bình Chuẩn 67. Lô đất hôm nay gửi tới anh chị mình nằm trên con đường này nha quý chị nha. Đường D3. Đường D3 trong khu dự án Phú Hồng Khang và Phú Hồng Đạt ha. Khu này của chủ đầu tư Phú Hồng Thịnh luôn nha quý chị nha. Sổ sách có sẵn hết ha. Xây nhà quá trời rồi. Chắc phải tầm 70% à. Lô đất của mình thì nó ở đây. Đường thông quý chị nha. Đường thông hai đầu, vừa ở vừa kinh doanh nhỏ được ha, làm văn phòng công ty các kiểu. Đất của mình đây quý chị, kế bên căn nhà đang xây. Đây chỗ này này anh chị. 60m ha, ngang 4 và dài 15, tổng là 60m. Đây lô này này. Tính từ mép căn nhà đang xây đó ra 4m, ra tới đâu đây ha. Đó. Đây là ngang 4 dài 15 anh chị nhá. Hướng Tây Bắc, lô này Tây Bắc. Chỗ này mà xây nhà là xây 1 trệt 2 lầu nha anh chị nhá. Còn không xây được 1 lầu đâu nha. Phải xây đúng 1 trệt 2 lầu. Trong khu này là như vậy ha. Để em quay đất hay quay nhà thì em cũng sẽ tư vấn chi tiết cho anh chị mình lưu ý ha. Nếu anh chị nào mà quan tâm mà mua lô đất này á, thì trong này nếu mà xây nhà là phải xây 1 trệt 2 lầu. Đấy. Tại vì trong khu này người ta xây 1 trệt 2 lầu. Tất cả 100%. Các căn nhà trong này đều xây 1 trệt 2 lầu. Nên nó rất là đồng bộ quý anh chị nha. Nên rất là đẹp ha. Đấy. Khu này thì rất là đẹp. Nó đồng bộ. Đó, trong đó người ta xây 1 trệt 2 lầu hết đó quý anh chị thấy không ạ. Ngoài lô đất này ra thì bên em có nhà có đất ở trong khu này luôn. Nên là anh chị mình có nhu cầu nhà hay đất thì cứ liên hệ cho bên em ha. Còn video này thì em Hải gửi tới anh chị mình lô đất này. 60m2 2 tỷ 3. 2 tỷ 300 triệu anh chị nha. Giá thương lượng nha. Đó, 2 tỷ 3 ha. Có thương lượng và hỗ trợ ngân hàng. Nếu anh chị mình yêu thích thì cứ liên hệ cho em Hải ha. Để mình thương lượng giá cả với chủ nhà, chủ đất ha. Rồi xin cảm ơn quý anh chị mình ạ.